Mahmoud tỏa sáng khiến Bayern Munich không thắng 3 trận liên tiếp. Omar Mahmoud có ngày thi đấu hoàn hảo để giúp Eintracht Frankfurt cầm hòa 3-3 kịch tính trước Bayern Munich trên sân nhà Deutsche Bank. Bayern Munich đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc tại Deutsche Bank khi để cho Eintracht Frankfurt có bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+4 trong trận cầu tâm điểm vòng 6 Bundesliga. Omar Mahmoud chính là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 để khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của mình trước hùm xám xứ Bavaria. Ngoài bàn gỡ hòa 3-3, Mahmoud còn có pha bứt tốc mạnh mẽ để ghi bàn gỡ 1-1 ở phút 22 sau khi BM có bàn mở tỷ số của Kim Min-jae phút 15. Ngôi sao sinh năm 1999 còn kiến tạo để Hugo Ekitike băng xuống dứt điểm đưa Eintracht Frankfurt vượt lên dẫn 2-1 ở phút 35. Ở trận đấu này, hai bàn thắng còn lại của Bayern Munich được ghi bởi Upamecano 2-2 và Mikel Olise. Màn trình diễn ấn tượng của Omar Mahmoud đã khiến Bayern Munich trải qua trận thứ hai liên tiếp không thắng ở Bành Bắc. Mùa trước, hôm sám còn thua đậm 1-5 trước Eintracht Frankfurt. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp BM không thắng trên hai mặt trận, chính là Champions League thua Aston Villa 0-1 và Bundesliga hòa Leverkusen và Eintracht Frankfurt. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany vẫn giữ ngôi đầu bảng Bundesliga với 14 điểm nhưng chỉ xếp trên Leipzig nhờ hiệu số bàn thắng bại. Còn với Eintracht Frankfurt, trận hòa trước BM chưa thể giúp họ lần đầu tiên tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh Bundesliga kể từ mùa 1999-2000. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 và với 13 điểm cũng là kết quả xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Cũng ở vòng 6, ngoài Leipzig thắng Hertha Hiem, các đội bóng được đánh giá cao như Dortmund, đương kim vô địch Bayer Leverkusen và Á quân Stuttgart đều không có kết quả tốt. Borussia Dortmund để thua Union Berlin 1-2, Leverkusen hòa 2 trước Holstein Kiel, trong khi Stuttgart nhõng nhẽo mới có được trận hòa 1-1 trước Hoffenheim. Ngày phán quyết Ten Hag đã đến. Trận hòa 0-0 trên sân của Aston Villa thuộc vòng 7 Premier League hôm 6 tháng 10 chưa thể khiến chiếc ghế của Erik Ten Hag an toàn.